danh ca chế linh là cây đại thụ của dòng nhạc vàng cùng với hùng cường duy khánh nhật trường ông được mệnh danh là một trong tứ trụ của thể loại nhạc đặc biệt này tên tuổi của giọng ca người trăm gắn liền với nhiều ca khúc bất hủ như thành phố buồn thói đời con đường mang tên em trong sự nghiệp hàng chục năm ca hát chế linh kết hợp với nhiều nữ ca sĩ đặc biệt ăn ý với phi nhung Chính vì độ thần thiết cả trên sân khấu lẫn ngoài đời mà cặp đôi từng bị nghi ngờ mối quan hệ. Trả lời thắc mắc của công chúng, nam danh ca cho biết ông và Phi Nhung chỉ là người tình trong âm nhạc mà thôi. Nhiều năm trước, dù định cử tại nước ngoài nhưng chế Linh thường xuyên về Việt Nam biểu diễn. Tuy nhiên, từ năm 2020, vì dịch bệnh diễn biến phức tạp trên khắp thế giới nên ông cùng người vợ thứ tư chỉ sống tại Canada cả hai lại không dùng mạng xã hội vì thế mà khán giả việt đã lâu không được nhìn thấy ông hoàng nhạc vàng cách đây vài ngày chế linh bất ngờ lộ diện sau thời gian dài vắng bóng trên trang facebook cá nhân danh hài vượng râu chia sẻ hình ảnh gọi fake time với nam danh ca anh cho biết hai năm qua đối phương vẫn thỉnh thoảng gọi điện động viên mình cố gắng vượt qua đại dịch không chỉ vậy, Vượng Râu còn hứa hẹn sẽ cùng người tình sân khấu của Phi Nhung xuất hiện trong một chương trình vào cuối năm nay nếu tình hình khả quan. Sự xuất hiện chấp nhoáng của danh ca chế Linh khiến nhiều cư dân mạng phấn khích. Mọi người thi nhau để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe của ông. Đồng thời, người hâm mộ cũng háo hức mong chờ ngay được gặp lại giọng ca thói đời sau khi dịch đi qua. Điều đáng nói, dù đã 80 tuổi nhưng Chế Linh nhìn vẫn rất minh mẫn, làn da ngăm đen quen thuộc, mái tóc xoăn đã trở thành thương hiệu vẫn như năm nào. Cư dân mạng dành lời khen cho nam người tình sân khấu của Phi Nhung khi 80 tuổi vẫn giữ được phong độ như vậy. Ai nấy đều mừng vì sức khỏe ông vẫn ổn định, minh mẫn. Hồi năm 2020, trong một lần trả lời phỏng vấn, Chế Linh cho biết một trong những nguyện vọng trước khi ra đi của ông là có thể làm live show ở cả ba miền Bắc Trung Nam. Với nam ca sĩ, được cống hiến trọn vẹn cho âm nhạc, khán giả luôn là khát khao cháy bỏng nhất. Tuổi tác đã cao, nhưng giọng hát của ông vẫn luôn khiến trái tim người yêu nhạc vàng thổn thức. Hơn ai hết, fan hâm mộ của Chế Linh cũng hy vọng được gặp và lắng nghe những giai điệu đi cùng năm tháng của ông.